Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách get key Flowsu phiên bản mới nhất là phiên bản V55. Ngày hôm qua thì mình đã hướng dẫn cách để các bạn có thể update phiên bản mới. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cách get key. Và cách get key này thì mình sẽ cho anh em một cái mẹo get key nhá. Rất là nhanh, cực kỳ nhanh, nó chỉ mất khoảng 5 đến 10 giây của anh em thôi. Các bạn cố gắng xem hết cái video của mình để các bạn biết cách get key này. Ok, để get key được thì các bạn sẽ bấm vào chữ get key cho mình. Đó, bấm vào chữ get key nhá. Sau đó thì các bạn sẽ đóng game đi. Đó, mình sẽ đóng game đi nhá. Và các bạn sẽ tải cho mình cái decode này. Đó, tải cho mình cái decode, sau đó các bạn tạo tài khoản và các bạn đăng nhập vào cái decode này. Mình sẽ để cái link nhóm ở trên phần mô tả của video. Các bạn tham gia vào cái nhóm decode này nhá. Các bạn khi các bạn vào cái nhóm decode này thì nó sẽ có bot, nó sẽ get key cho các bạn rất là nhanh. Bot nó sẽ tự động get key và khi mà các bạn đã vào nhóm rồi thì các bạn mở cho mình cái decode lên. Sau đó thì các bạn sẽ tìm đến cái thư mục author ở đây nha bạn. Thư mục author này nhá. Bình thường là nó sẽ ở tít trên này này. Đó, các bạn sẽ kéo xuống cho mình. Kéo xuống cho mình, các bạn tìm đến cái thư mục author cho mình. Đó, các bạn tìm đến author nhé. Đó, các bạn đợi một chút, mình sẽ tìm đến cái thư mục author. Sau đó thì mình sẽ đây nha bạn. Đó, thư mục author đây. Và các bạn sẽ bấm vào cái chữ command cho mình. Đó, bấm vào command cho mình nhé. Đó, bước tiếp theo thì các bạn sẽ làm theo mình nhé. Các bạn sẽ bấm gạch chéo này, các bạn gõ một cái lệnh như này, gạch chéo này. Các bạn viết là key, sau đó các bạn cách ra cho mình, cách ra. Đó, nó sẽ hiện lên như này đúng không? Các bạn dán cho mình cái key vào đây. Bước tiếp theo thì các bạn dán cho mình cái key vào đây. Bấm dán vào đây. Sau đó các bạn bấm gửi. Đó, bấm gửi cho mình thì bot nó sẽ tự động get key cho các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mình get key lúc 16 giờ 02 phút thì bot nó sẽ tự động get key cho các bạn. Đó, nó sẽ tự động gửi cho bạn một cái key như này. Các bạn thấy không? Các bạn sẽ copy lại cái key này nhá. Đó, các bạn copy lại cái key này. Đó, các bạn tìm đến cái tên của mình hoặc là đây, đây là cái key của mình đây. Đó, mình sẽ copy cái key này. Đó, các bạn copy cho mình cái key này nhá. Các bạn đợi một chút, mình đã copy cái key. Sau đó thì các bạn sẽ vào lại game. Đó, mình copy lại cái key cho nó chắc thôi. Còn có lúc thì mình sẽ không cần phải copy đâu. Nó sẽ tự động về đi key, tự động exit key nhá. Còn nếu như mà nó không tự động exit key thì các bạn sẽ copy cho mình. Thì mình cứ copy cho chắc nhá. Sau đó thì mình sẽ vào lại game. Các bạn không? Tất cả những cái bước get key của mình nó rất là nhanh, cực kỳ nhanh. Nó chỉ tầm khoảng 5 đến 10 giây thôi. Chủ yếu là các bạn copy được cái link key. Cái link key này thì các bạn copy một lần thôi, các bạn copy và các bạn lưu vào bộ nhớ tạm của các bạn để khi nào các bạn cần get key thì các bạn chỉ cần vào các bạn vào cái nhóm Discord cho bot nó get key là được. Các bạn chỉ cứ thế và các bạn vào game là các bạn chơi được luôn. Các bạn đỡ phải vào game các bạn copy cái link key này. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào cho anh em xem. Đó các bạn đâu, get key nó cực kỳ nhanh nhá. Mình copy cái key để cho nó chắc thôi, còn thật ra thì cũng không cần thiết đâu. Nó sẽ tự động về đi key, tự động exit key ở trong cái game này, trong cái Flowsu này và mình sẽ không cần phải làm bất cứ một gì cả. Bây giờ thì mình chỉ cần nhập cái bản script mà mình muốn chơi vào đây thôi. Đó các bạn không? Rất là đơn giản thế thôi. Ok, đến bước này thì tất cả các bạn để về cái get key Flowsu phiên bản mới nhất là phiên bản V55 thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem. Một cái yêu cầu nhỏ nhoi như vậy thôi. Còn bây giờ thì ok bye, chào mọi người.